sau một thời gian chuẩn bị, ngôi nhà chung Seri 5 đã có sự thay đổi. Ngay từ đầu chương trình, các thành viên ngôi nhà chung đã có một chuyến đi chơi dài ngày tại Đà Lạt, thành phố ngàn hoa. Các bạn trẻ thuộc nhiều ngành nghề, đến từ nhiều nơi, lên chung một chuyến xe khởi đầu cho câu chuyện đi tìm tình yêu của chính mình. Họ là ai và câu chuyện tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Lớp 2 mùa 5. Trần Tuấn Đạt, 29 tuổi, hiện là giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã 3 năm rồi chưa yêu ai. Trịnh Thanh Phú, 28 tuổi, là người dẫn chương trình, anh chàng đã trải qua 3 mối tình. Ngô Thế Dũng, 28 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin, chỉ mới có 1 mối tình. Phùng Đức Nghĩa, 26 tuổi, hiện đang là nhân viên ngân hàng, đã trải qua 2 mối tình. Điều Thúy Vi, 26 tuổi, kinh doanh thời trang, đã trải qua 4 mối tình. Phạm Đắc Kim Tuyền, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên, đồng thời cũng là streamer cho các spa chăm sóc da, làm đẹp. Tuyền đã có 2 mối tình chính thức. Huỳnh Tô Gia Hòa, nickname là Giang Hy, 21 tuổi, là một người mẫu ảnh với công việc tay trái là diễn viên cho các clip ca nhạc, đã trải qua 2 mối tình chính thức. Chuyến xe hồng đã đưa các bạn trẻ cùng câu chuyện đi tìm tình yêu của họ đến Đà Lạt. Nghĩa đang liên tục tiếp cận Tuyền, nhưng lúc Đạt còn chưa lên Đà Lạt nhập đoàn. Phú dường như đang chuyển sự chú ý về Tuyền. Dũng vẫn hướng sự chú ý về Vi. Câu chuyện sẽ tiếp diễn thế nào khi Đạt quay trở lại và cô gái cuối cùng xuất hiện? Ngày hôm nay á, thực sự là em rất là muốn có thể ngồi nói chuyện với cả Tuyền thêm một tẹo nữa. Em thấy tiết trời lạnh lẽo vậy, em cũng không muốn làm phiền các bạn nữa. Thôi chắc hôm nay em không hẹn lại đâu. Bởi vì em thấy anh Dũng cũng đã đã chủ động trước nói chuyện với Tuyền rồi, với lại cái tiết trời lạnh như vậy á, nếu mà ở ngoài nói chuyện với nhau chắc Tuyền sẽ bị cảm lạnh mất. Sáng giờ nói chuyện với Thi cũng nhiều. Thôi chắc là em hẹn Vi. Vậy là dưới trời đêm Đà Lạt, bên ánh lửa hồng đã có một cuộc hẹn hò. Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên anh ngồi kiểu này với một cô gái luôn. Ngồi đi. Lúc anh, như anh có nói với em á, chắc chắn anh sẽ... Có lẽ lúc đầu anh ấn tượng với một cô gái, tại vì cô gái đấy nói chuyện với anh trước. Người ấn tượng ngày hôm nay đối với anh á, em có những cái gọi là những cái nhận xét, những cái ấn tượng gì với anh thôi. Cái điểm ấn tượng đầu tiên nhất là em thấy là anh quan tâm tới mọi người, tất cả mọi người. Anh không phải là hỏi một câu đâu, anh hỏi là anh hỏi tới luôn. Hỏi khi nào được cho hết vấn đề để hỏi thì thôi em mới im. Anh cá cược em với cả Nghĩa là một cặp. Vâng. Thì là tỷ lệ chiến thắng của anh là bao nhiêu phần trăm? 50-50. 50-50 à? 50-50. Thế là anh tin là tỷ lệ thắng rất là cao á. Sao anh không nghĩ là em với Nghĩa, nếu mà là cặp đôi bí ẩn ha, ví dụ nếu là cặp đôi bí ẩn thì em với Nghĩa phải cố tình giấu mọi người. Em không hy vọng nhiều, nhưng anh tin là khi nói với em thì những cái thông tin đấy em có thể, nói chung là như nào nhớ lộ ra cho mình một tẹo thì sao. Tại vì anh những cái thông tin này đối với anh ấy rất là cảm thấy rất thú vị, là một mà anh tò mò nữa. Tại vì bây giờ em mà nói em là cặp đôi bí ẩn thì anh cũng tin không? Không, không tin. Đúng là anh không tin, mà bây giờ em nói em không là cặp đôi bí ẩn anh cũng không tin. Đúng không? Đúng không? Cho nên bây giờ em đâu có trả lời được cho anh. Cái mục đích duy nhất hai đứa mới ngồi đây không? Mục đích duy nhất là để nói chuyện mà. Hưởng gió. Sau tất cả thì anh thấy có lẽ là cái thiện cảm của anh dành cho cô gái bao vàng đó. thì đấy là lý do tại sao mà anh muốn nói chuyện với em. Anh hy vọng là từ ngày hôm nay á, bọn mình sẽ, nói chung là anh không biết là tương lai nó là cái gì, nhưng mà nó cái gọi là cái mối quan hệ đó nó sẽ đi lên theo chiều hướng nó tốt đẹp hơn, tích cực hơn. Cái này có được gọi là tỏ tình gián tiếp. Thắc mắc là tại sao trong ba nữ anh cứ hay chú ý em nhất? Anh thích quan sát mọi người, tại vì anh cảm giác anh học được mọi người mọi điều luôn, thì mình hoàn thiện bản thân, anh giúp họ trong khả năng của anh, thì anh muốn hoàn thiện bản thân mình.
cho bạn nữ, nếu mà cho anh chọn mà người mà muốn tìm hiểu. Tiền à? Cái gì anh trả lời, cần suy nghĩ gì? Không, hồi sáng em lại nghĩ anh trả lời với chị ý kiến là Vi. Đúng, tại Vi là người chủ động nói chuyện với anh luôn. Anh cảm thấy cô gái này rất là thân thiện này, rất là dễ gần. Nhưng mà có thể là vì ngày hôm nay Vi cũng hơi mệt. Nhưng mà ngày hôm nay em là kết luận của ngày hôm nay. Nhưng mà ngày mai thì có thể là em bảo là không anh ơi, em thấy anh không đúng như ngày hôm qua anh nói đấy. Nói chung là cũng hơi lên nước đây rồi em biết anh. Chia tay à? Chia tay. Nói chung là... Cảm ơn em rất nhiều nhé. Anh ngủ ngon nha. Ok. Đến thời điểm hiện tại thì Dũng ấn tượng với mình nhất. Sáng nay cho đến hồi chiều nay luôn á. Thì lúc mà không đến tối nay luôn, lúc mà ngồi uống sữa đậu nành á thì thấy Dũng rất là thích Vi. Khi mới gặp á thì là Dũng cảm thấy Vi là người rất là thân thiện, dễ gần và thấy là khá là dễ thương. Nhưng mà Dũng khi nói chuyện với cả Tuyền á, Dũng cảm thấy là Tuyền là một cô gái cũng rất là nhí nhảnh, khá thông minh, sắc sảo. Thì đến cuối ngày chắc là do được nói chuyện với Tuyền nhiều hơn nên Dũng cảm thấy Tuyền là một cô gái để lại ấn tượng nhiều nhất trong ngày thứ nhất này. Nhưng mà đến cuối ngày thì tự nhiên Dũng lại nói là đến thời điểm hiện tại thì Dũng ấn tượng về mình nhất, thì cho nên là cũng hơi bất ngờ về câu nói đó của Dũng. Thì để xem thử là trong 10 ngày sắp tới thì Dũng sẽ có thái độ gì và có hành động gì thì để coi tiếp như thế nào. Ở một góc khác của homestay cũng có một cặp đôi khác hẹn hò. Nói chung là em thấy mấy bạn nam nữa nè. Em thấy mấy bạn nam vui vẻ hòa đồng. Nói chung là dễ thương. Dễ thương hả? Dũng thì em thấy hòa đồng nhưng mà nó hơi nhiều. Nó nhiều hơn anh luôn á. Nghĩa thì sao ta? Có vẻ trầm tính hơn. Còn anh thì sao? Anh cũng nói nhiều. Hình như cái tip của em không phải là nói nhiều đúng không? Cũng tùy. Mỗi người bằng tay thôi đúng không? Mỗi người của em hả? Thì là... Thì giống hồi sáng thôi, lạnh lùng. Thôi bây giờ em kể là bạn trai cũ của em là như thế nào thì em biết là mỗi người của bạn trai của em là như thế nào. Trước khi quen ai cũng lạnh lùng hết. Nói chung là cái tip của em là thích người lạnh lùng. Ngoài cái tiêu chí lạnh lùng đó ra còn gì nữa? Giống... Có mục đích sống, biết làm ăn. Tại sao mọi người lại thích lạnh lùng? Thường người lạnh lùng thì sẽ không có... Không, đâu phải lạnh lùng là không vui đâu. Lạnh lùng nhưng mà họ vẫn vui. Dạng lạnh lùng ít nói nhưng mà nói ra là thấy vui. Đúng rồi. Nói câu nào đáng thôi ấy. Đúng rồi. Còn sáng giờ là mấy người này nói nhiều quá. Vui thôi đừng vui quá. Đúng rồi, vui thôi đừng vui quá. Đúng rồi đó. Mới gặp em lúc sáng thì anh thấy em, anh nghĩ em hoạt bát. Anh nghĩ em hoạt bát. Lâm nè, cũng nói chuyện nhiều. Thấy bé Tuyền có vẻ là nhút nhát nhất. Có vẻ ít nói, nhưng mà rốt cuộc thì em lại là người ít nói anh hẳn. Không trao đổi được nhiều thông tin, cũng không biết gì thêm về em hết. Mẫu hình bạn trai lý tưởng thì cũng chỉ là lạnh lùng thôi, thành ra là cũng không có đoán biết được gì. Chung là mẫu bạn trai thì ấn tượng ngay từ ban đầu, với lại như em nói là lạnh lùng đó. Trời lạnh lắm rồi em. Yeah. Anh nghĩ cá tính bên trong của em nó cũng mạnh không kém Hy. Hay là yếu đuối? Mới gặp chưa quen nên cũng hết nói chứ tính em nói nhiều. Chơi cũng lạnh rồi. Lên thôi, ok, cảm ơn em. Nói chuyện cũng rất là tự nhiên. Anh Phủ cũng là một người rất là dễ gần, vui tính, dễ tiếp xúc. Có vẻ như là cổ có một cái gì đó cổ chưa có muốn nói ra với tất cả mọi người, có gì đó còn giấu giếm, thành ra là cũng hơi khó để biết được Vi là người thật sự như thế nào. Buổi sáng đầu tiên ở Đà Lạt, không biết vì lý do gì mà Phú đã dậy từ rất sớm.
phải chăng vì sáng hôm nay các chàng trai có một nhiệm vụ quan trọng đi đón cô gái cuối cùng? Cô nghĩ là bạn này sẽ cao khoảng 1m65, rất là mignon, nặng khoảng 48kg. Dũng thì nghĩ bạn này rơi vào khoảng 1m, cũng tầm 1m65 nhưng mà khoảng 52-53kg. Thì đáng 1m6, 47kg. Cô gái này mặc áo màu gì? Bây giờ ai cả đúng thì là bạn gái này sẽ được các bạn kia tạo điều kiện cho. Hạn chế tiếp cận. Hạn chế tiếp cận trong phạm vi 2m. Màu vàng và màu trắng. Vàng với trắng. Chắc là trời... Nhanh, quyết định. Xám đi. Xanh da trời với xám. Phú sẽ là cô gái này mặc áo màu đen hoặc là màu hồng. Đen hồng. Hai màu. Ok. Không được tiếp cận trong vòng phạm vi 2m và trong 2 ngày đầu tiên. Cấm tiếp cận đó là cấm gần thật hay còn có cấm nói chuyện? Hạn chế tiếp cận. Hạn chế tiếp cận thôi. Có nghĩa là cấm lại gần trong phạm vi 2m. Cứ phát hiện là đè ra hít đất tại chỗ 10 cái bất kỳ lúc nào. Sáng, trưa, chiều, tối, khuya sau đi ngủ cứ. Hơi nhiều á, 5 cái thôi tại vì sẽ hít đất nhiều lắm. Không, 10 cái đi. Cho nó khỏe người. Thôi, đang lo cho hai anh thôi. Thôi. Mình chỉ hít được tầm 3 cái đổ lại thôi. Thôi 5 cái. Rồi, bắt tay đi. Ok. Rồi. Bắt. Yes. Alo, anh Đạt ơi. Bây giờ ba đứa tụi em đang đi đón bạn nữ cuối cùng của chương trình. Ok, bây giờ tụi em đang cá với nhau. Như vậy là tụi em cá màu sắc áo mà bạn nữ này đang mặc để đi đến chương trình. Chọn đen với nâu. Đen với nâu. Ok, rồi. Ok, rồi, chúc anh thượng lộ bình an mọi nha. Mọi người đón chờ, mới nhà đón chờ anh. Bye bye. Bye bye anh. Nhưng mà mình nghĩ á, ai thua thì họ có nhiều cơ hội hơn để gọi là... Tại vì thua là lạnh lùng hơn á. Ờ, có thể. Với lại ra vẻ thể hiện cứ hít đất trước mặt bạn. Ờ, để thể hiện mình manly hơn với cả, đúng không? Ừ, tưởng bị biến thái, cứ lại cái chân xa 2m thích đất, chân xa 2m thích đất. Nếu mà bạn đó mà là ca sĩ thì hơi khó có cặp đôi bí ẩn á. Sao? Không biết bạn gái nào là cặp đôi luôn á. Bạn trai thì cũng có thể đoán được. Ủa sao vậy? Ủa sao vậy? Tại sao? Có liên quan gì ca sĩ thì không được có người yêu hả? Không phải, em không thấy mình làm sao mà có người yêu ca sĩ ở trong bốn đứa mình được hết á. Ủa em nghĩ vậy, em đánh giá thấp anh quá vậy Nghĩa. À thì em quên mất. Anh đã từng có người yêu là ca sĩ Nghĩa à. À vậy hả? Ừ. Nhưng mà đây là còn ca sĩ hot trong giới. Em biết Ưng Hoàng Phúc không? Em biết Ưng Hoàng Phúc không? Bạn trai anh hả? Không phải bạn trai anh đâu. Ý anh nói vậy thôi, ý anh thần tượng Ưng Phúc anh hỏi vậy thôi. Nói với ca sĩ thì bình thường mà. Em thì em biết mình là ai rồi. Cơ hội chỉ đến có một lần. Chính xác. Và chúng ta đã chọn lựa. Bây giờ chúng ta chờ đợi thôi. Không bỏ công các chàng trai mong chờ, cô gái cuối cùng đã xuất hiện. Hồng. Hồng cái gì? Ai chọn Hồng vậy? Phú chia buồn cùng với hai bạn. Trời ơi, ai vậy ta? Nghĩa thở dài kìa. Cái gì vậy Nghĩa? Từ từ. Yeah, chào mừng em. Chào em. Ba đứa anh là ba thành viên của Nam, của nhà chung. Tụi anh có nhiệm vụ là thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị, để make up tóc tai lộng lẫy ra đây đón em. Hai bạn này đứng xa ra ha. Em tên gì? Dạ em tên là Bảo Yến. Đinh Bảo Yến, 23 tuổi, là một ca sĩ trẻ, hiện đang lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, đã trải qua hai mối tình. Xin chào, mình tên là Đinh Bảo Yến, mình năm nay 23 tuổi, hiện tại mình là ca sĩ tự do và mình cũng đang tham gia lớp kịch ở sân khấu kịch Hồng Vân để bổ sung thêm cho cái công việc ca sĩ hiện tại của mình. Mình có một cái mẫu bạn trai đó là chỉnh chàng, cao một chút, ngoại hình sắc sửa sạch sẽ. Công việc thì cũng chỉ cần có một mục tiêu nhất định cho tương lai và nghiêm túc với điều đó, và đặc biệt là yêu thương mình và yêu thương cả gia đình của mình nữa. Lớp sau mùa năm, yeah! Đã lỡ giao kèo với nhau nên cả Nghĩa và Dũng đành phải nhường phần làm quen cô gái mới cho Phú. Yến, nghe nói em làm ca sĩ hả? Dạ đúng rồi. Em là Bảo Yến. Đúng rồi.
Đinh, Đinh đâu? Đinh Bảo. Em hát nhạc gì? Em hát dòng nhạc ballad với lại đen. Ballad với đen? Dạ. Mà không có trẻ lắm. Chắc em là MC đó. Đúng rồi, anh là MC. Còn sao biết? Nói chuyện ai cũng biết. Em có được nói chuyện không? Ừ, em làm sao anh làm? Miễn sao tới chỗ là em hít đất là được. Em đi ngủ đây. Nói chuyện đi, nói chuyện đi. Hả? Em đừng nói chuyện anh cho phép á. Ừ, cho phép tới chỗ hít đất là được. Cho em đi ngủ đây. Em đi cái này em có dắt người em theo không? Thì... Anh phải hỏi để em phòng ngừa cái việc có cặp đôi bí ẩn. Dạ. Ờ, đúng rồi. Là trong đây mình 8 người thì mình sẽ có một cặp đôi bí ẩn. Thành ra mình phải hỏi trước. Có thể không mà. Ừ. Có thể có một cặp đôi bí ẩn. Hai người có đang giả bộ không vẫn nhau không vậy? Em phải giả bộ MC lên nha. MC mình để lộ để cuối chương trình mình cũng rồi biết người ta mặc áo màu hồng luôn là phải chắc con số ba nhắn tin rồi chứ gì. Nhưng mà hồi tối em nói là em mặc áo sơ mi màu hồng mà thấy em áo đen thì cũng là màu hồng à. Ủa thôi chưa? Cũng màu hồng được. Ôi đừng kể nó được. Ủa em sao có cái khu chí tinh ở đây á? À tại vì do em bật áo sơ mi hồng em sợ lạnh nên em bật áo len. Lạnh lắm rồi. Anh cũng sợ em lạnh. Cái này có vẻ không ổn em nhỉ? Em đáng thì thôi. Ổn hay không ổn thì tới cuối đó thì cũng nên chí tin thì mình cũng là bị gai keo thì cũng phải chấp nhận nhớ. Mình là kẻ thua cuộc mà. Mình còn một vụ nữa. Nhìn vóc dáng em cũng cân đối ha. Nhưng mà cho anh hỏi cái này một chút xíu thôi. Cho tụi em hỏi cái này xíu thật, xíu chiều. Chiều cao thằng này. Rồi, nếu mà em thắng thì em được quyền trở lại là người thắng cuộc hả? Đâu, rồi. Nãy mình cá vụ áo mà. Còn bây giờ cái này là không ảnh hưởng gì đến. Anh hỏi chơi cho vui thôi. Hỏi chơi cho vui thôi hả? Trời vậy thôi hỏi làm chi? Em cao 1m. 1m6, nhưng mà thường em khai là 1m62. Anh thấy không? Tại vì em... Anh thấy không? Rồi, bao nhiêu ký? Vậy thôi, không cần hỏi trên mặt nữa đâu. Anh đoán. Anh đoán khoảng... hồi nãy chắc... Hồi nãy anh đoán em khoảng 48kg nhưng mà chắc nhẹ hơn đúng không? Trời ơi, sao anh hay quá nhỉ? Thấy chưa? 47kg. Thì đáng 1m6, 47kg. Trời ơi. Em nhảy ra khỏi xe luôn nhỉ? Không biết lắm nhỉ? Chính xác tới từng con số luôn. Không sai một ly luôn. Không sai một ly luôn nha. Bình thường em cũng lanh lắm mà em gặp anh giống như là em tắt đài luôn. Sau này em sẽ lấy một cái cuốn sổ với cây viết đi theo anh học nha. Ok. Thì anh lấy cuốn sổ anh. Ở Sài Gòn em ở đâu? Em ở Bình Tân. Ở Bình Tân. Bắt tay. Ông Quang. Anh ở Bình Chánh. Biết mà. Các bạn nam tới đón một cách rất là nhiệt tình rồi còn chọc ghẹo mình nữa. Mà bình thường mình là một cô bé khá là lanh lợi. Thì khi mà gặp các bạn nói chuyện chọc ghẹo tự nhiên mình cảm thấy ngại ngùng mắc cỡ luôn á. Người nào nói nhiều nhất thì có lẽ là mình sẽ tương tác nhiều hơn. Tại vì họ nói nhiều rồi xong rồi mình cũng tương tác nói chuyện lại với họ nhiều. Cho nên là mình nhớ nhất là cái anh gì ta mình chưa kịp nhớ tên. Nhưng mà anh là MC và nói chuyện rất là linh hoạt, duyên dáng. Anh Phú ơi. Trời ơi mấy con sâu. Anh Phú. Em đợi Chi xuống nha. Sao gọi Chi? Em đợi chồng xuống nha. Hít đất này là 15 cái rồi. Hít đất tại chỗ 15 cái. Tại chỗ. Vừa nãy là khoan, em đứng đây để chứng kiến một sự hít đất. Xem ra các chàng trai rất nghiêm túc thực hiện giao ước của mình. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái được rồi. Còn 5 cái nữa. Thôi 5 cái thôi, khoảng 5 cái. Giao kèo có 5 cái à. Rồi, mời em vô. Xách đi, đây dằn quá. Anh gà lăng quá. Cảm ơn em. Em mặc áo khoác không? Dạ không. Ê hơi gần rồi nha. Chào mừng em tới với nhà chung ở Đà Lạt. Trời ơi, việc sách thôi mình cũng than rồi. Người ta muốn sách anh không đâu được có đây nè. Gì đâu. Người ta muốn sách nó không được đây nè. Bạn mới. Xin trân trọng giới thiệu nữ ca sĩ Bảo Yến. Rồi, anh mọi người làm quen nhau nha. Cảm ơn. Xong rồi chuẩn bị xuống ăn sáng. Sự xuất hiện của cô gái mới đã làm cho các chàng trai đứng ngồi không yên. Anh thì cảm tưởng vừa nãy là bạn ấy chấp nhận chịu thua cuộc để gọi là để xách đồ hộ của bạn nữ kia thì sau đó em chấp nhận đất là để đỡ bạn đó xuống đấy. Cho nên em có hỏi ý kiến của anh Phú mà anh không trả lời. Thôi thì chấp nhận hít đất thôi, nhưng mà chấp nhận hít đất thôi, em chấp nhận tiếp cận thì em sẽ chấp nhận hít đất. Đúng rồi, cứ như thế thôi, không phải hỏi ý kiến ai cả. Nhưng mà cứ mỗi lần anh kêu hít đất là em phải hít nha.
Nhưng mà em hỏi ý kiến anh cho phép thì em... Không. Anh cho phép thì em cứ em đất. Em chơi nó phải tử tế chứ không anh cũng phá kèo á. Nếu em phá kèo ở đấy thì anh cũng phá kèo, anh cũng vào á. Tuyệt vời anh Dũng, tuyệt vời. Đúng không? Những tại người vì... đàn ông giữ lời hứa và trân trọng cái kèo. Ủa em có phá lời hứa nào? Không, em cũng vậy, em cũng rất tuyệt vời. Những người đàn ông giữ lời hứa và trân trọng cái kèo nha. Em khi nó quay mặt đi thì bọn mình làm một người đàn ông. Tùy. Theo Phú thì bạn nữ mới rất là dễ thương. Bạn nữ mới là một ca sĩ. Thì Phú là một MC thì cũng gặp khá nhiều bạn ca sĩ nên là tiếp xúc với bạn sẽ rất là dễ. Và thường thì các bạn ca sĩ sẽ rất là hòa đồng, rất là dễ nói chuyện và các bạn rất là hoạt bát, vui tính nữa. Thì đây hứa hẹn sẽ là một người rất là hợp với Phú. Bạn biết là một bạn là rất là hài hước và vui tính nhất trong đám của cái bạn gái của mình. Thì vừa vào là em đã thấy nó nói chuyện là rất là có duyên rồi, cho nên em nghĩ là cuộc hành trình sắp tới sẽ rất là vui. Bảo Yến là một người rất là dễ chịu. Em nghĩ sắp tới là Bảo Yến sẽ trở thành một nhân tố rất là thú vị. Với ánh mắt nhìn rất là ghê gớm của Phú thì Phú sẽ là người tiếp cận một cách rất là mạnh mẽ. Phú chỉ được tiếp cận có 2 ngày thôi, thành ra là các bạn vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà Phú tin là bạn nữ này tính tình sẽ rất là hợp với Phú. Và Phú rất biết cách tận dụng giao ước để giành lợi thế cho mình. Bây giờ các bạn không được ngồi bên này chỉ có Phú với Yến ngồi thôi. Các bạn còn lại qua bên này ngồi. Thôi dạ. Tại vì hãy hỏi hai người đàn ông còn lại. Anh hai làm gì vậy? Hai anh đã làm chuyện sai trái. Rồi. Là... Thôi, vô ngồi. Nhờ Phú cả Yến ngồi bên cạnh nhau. Không cho hai người này cặp đôi bí ẩn nha. Mời chị vô đi chị. Ok, mời. Cho đến bữa ăn sáng, Phú vẫn tỏ ra rất quan tâm đến Yến. Tại sao lại có một người đàn ông ga lăng như vậy chứ? Người bố quốc dân mà. Bố phải lo cho con chứ. Papa. Ai ga lăng với em từ sáng tới giờ nhất Yến? Em sẽ gọi anh là papa nhá. Các bạn là bốn bạn nữ đẹp gái nhất ở đây. Đối với anh chỉ có 3 người đẹp. Người kia cho Phú. Là sao? Ý anh đang nghi ngờ Yến là gì đó, anh không dám đá động tới. Ủa sao lúc nào mà em vậy nè? Nhưng mà nghi ngờ thì liên quan gì đến vẻ đẹp? Đúng, sắc đẹp luôn. Sắc đẹp gì? Hai người này nói là anh với bạn này là cặp đôi bí ẩn, thành ra tối nay đã nhắn tin dặn bạn này mặc áo hồng để sáng nay anh đoán là áo hồng. Anh em. Nhưng mà trong khi là tối nay anh dặn bạn này mặc áo sơ mi hồng mà sáng nay bạn mặc áo len mà. Em nói anh một điều như vậy. Những cái người mà tỏ vẻ thân thiết với nhau á là họ sẽ không có gì hết. Còn những người mà họ khi nói họ bơ bơ nhưng không có gì họ diễn á thì anh cứ tin đi, họ là cặp đôi đó. Thì anh phải thấy rằng nãy giờ em rất là tự nhiên, anh hiểu không? Anh hôm qua không nghĩ em mà. Anh tin em đi. Cái mặt của em nó rất là thật thà, hiện hai chữ thật thà, thấy không? Đúng rồi, anh đồng chữ thật thôi, chữ thà chứ. Em với anh. Từ lâu em chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân, ok? Chào lâu em. Rồi, xong rồi đúng không? Chúng ta thằng gái. Thằng gái. Không, em miễn tội anh. Đúng rồi. Bây giờ hồi nãy anh cũng 10 cái, em anh cũng 10 cái. Cái tội anh chụp hình với gái, em không cho phép. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giỏi quá. Ngày nay ông tuyệt vời. Sau bữa ăn sáng, các bạn sẽ đi chợ. Nếu mà mọi người có biết thì cũng giấu giùm em với Nghĩa thôi, chứ em với Nghĩa có chứng nhận lịch. Không. Nè, em đừng có thấy kìa, hồi nãy chị nói cái câu mà thường người ta quen nhau người ta lộ ra là bây giờ em bắt đầu em đổi chiêu, em bắt chước lời câu gì nói đúng không? Không có đâu, lộ tôi không bán hết giờ. Hôm qua này màu còn dưới loạn hơn luôn. Mùa gấu, mùa nón rồi tặng tùm lum hết. Đúng rồi đấy. Vậy hả? Hôm qua mà em đi thì em mới nhận ra. Ô thế là tôi sai lầm. Hôm qua em mới nhận ra mua nón cho đội xong anh thấy là lạnh đầu, anh lên chùm cái khăn của anh, lên chùm cái khăn của anh ra. Tại vì anh chùm khăn mà không có nhẹ nhàng. Đó. Anh chùm che mặt em luôn. Hả? Không, tại gió đó em gió. Còn anh Nghĩa tại vì không có chị nên lạnh. Vậy đó, đúng rồi. Còn anh Nghĩa thì độ lên cho em rất là nhẹ nhàng. Đó, sao vậy cái lúc mà anh chùm lên cho em nghe là giả dụ mà em có giấu em cũng đừng diễn sâu quá để người ta nói em giả tạo, hiểu không? anh Phú, tao bỏ lời nguyền anh Phú. Em bỏ lời nguyền. Anh cứ thử tao bỏ lời nguyền đi anh. Không, tự dạy anh hả? Nghĩa với ai ta? Trời, thật sự luôn, em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn á. Các chàng trai vẫn luôn tỏ rõ sự ga lăng của mình. Đầu tiên là Phú.
Trời ơi, cái tay cong quá chứ kìa. Úi giời ơi. Tiếp đến là Nghĩa. Con cầm giật. Tụi này vô đây có cơm. Có người nào giật đi giật cái này không hả? Bạn nam thật là ga lăng quá đi. Ôi, bảo vệ của mình cũng được nhờ. Thì bình thường anh xấu quá hả? Bình thường anh cũng đẹp nhưng mà chưa chả biết làm tầm nhìn thấy đẹp của em. Hành động của Hi như tiếp thêm sức mạnh cho Nghĩa. Mọi người có cần danh sách thêm gì nữa không? Giữa lúc ấy, một nhân vật quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện. Này là xương rồng, này là xương rồng đá. Một họ của nó kiểu. Cái này là còn nhỏ. Nhưng mà mấy cái này... Wow! Ủa? Yeah. Do hôm đầu tiên thì... Đạt vẫn có công việc cần giải quyết ở thành phố Hồ Chí Minh cho nên là không có tham gia với đoàn xuyên suốt được từ ngày hôm đầu, cho nên là đã bỏ lỡ mất cái chuyến đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt bằng xe của đoàn, cho nên là chắc là cũng sẽ bị bỏ lỡ khá là nhiều những cái chi tiết vui hoặc là dễ thương hoặc là có gì đó mình cần phải biết nhiều hơn về các bạn ở trong đoàn thì cũng khá là tiếc. Chắc chắn là thế là từ giờ đến tối này là em mới làm được cái phần đôi. Cặp đôi bí ẩn. Ừ, đó, anh bắt đầu đi. Quan sát giùm em nha, em với anh Đạt là cặp đôi bí ẩn đó, quan sát nha. À, mọi người ơi. Cho anh đẹp lên này. Đạt đã xuất hiện, 8 thành viên đã hội tụ đủ. Câu chuyện tình cảm của họ sẽ diễn biến ra sao? Nhập cuộc sau các bạn, liệu Đạt có đuổi kịp Nghĩa trên con đường chinh phục Tuyền? Phú ban đầu chú ý Vi, sau đó có vẻ khá quan tâm đến Yến, cô gái mới gia nhập. Hy thì dành sự chú ý cho Đạt, chàng trai vừa quay trở lại. Dũng thì lại chuyển hướng về phía Tuyền. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo để theo dõi câu chuyện tình cảm của ngôi nhà chung.